hai xin kính chào tất cả mọi người chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh youtube của sớm và mình là nguyễn nguyễn thì hôm nay như các bạn nhìn thấy trên tiêu đề của video đó thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về một cái loại buồn ngải mà cái loại buồn ngải này nguyễn nguyễn nghĩ là chắc mọi người cũng không ai biết nhiều đâu tại vì nó bị thất truyền từ rất là lâu rồi và trước khi bước vào cái nội dung chính thì cho nguyễn nguyễn xin được phép nói một chút xíu là trong kênh youtube sớm cái người chịu trách nhiệm về những cái vấn đề tâm linh những cái chủ đề tâm linh những cái chủ đề về phong thủy thì nguyễn nguyễn sẽ là người chịu trách nhiệm về cái phần đó và trong suốt cái quá trình mà bọn mình làm từ đầu tới giờ đó thì nguyễn cũng nhận được rất là nhiều những cái lời yêu cầu của mọi người như là làm về mao sơn nè về an nam tứ đại khí nè về thăng long tứ trấn nè về tất cả những cái cái huyền bí những cái huyền thuật và những cái truyền thuyết khác Nguyễn Nguyễn cũng đã có tìm hiểu rồi nhưng mà chưa có thời gian để làm tại vì mình vừa mới bị khang tiếng xong Bây giờ giọng nó hơi đã đỡ xíu cho nên là mới làm cái video này để mà phục vụ cho mọi người Và theo thông lệ á Trước khi mà bước vào chủ đề Trước khi mà bước vào cái nội dung chính của cái bùa ngải Thì thường Nguyễn Nguyễn sẽ kể cho các bạn nghe một cái câu chuyện Nhưng mà do tính chất nó bị thất truyền từ rất là lâu rồi Cho nên để tìm một câu chuyện có thật hoặc là một truyền thuyết gì nó cũng hơi khó cho nên uh, Nguyễn Nguyễn xin được phép điên cái video này được phép đọc cho các bạn nghe một cái đoạn truyện ngắn. Đây là một cái đoạn truyện có liên quan tới một con mèo đen và nó cũng chính là cái nhân tố để mà tạo nên cái bùa ngải quỷ miêu. thì không làm mất thời gian của mọi người nữa. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đến với cái câu chuyện này. cái câu chuyện cái tảng văn này tên là con mèo đen. Xin mời các bạn cùng lắng nghe về câu chuyện thần mực và loại kỳ cục nhất mà tôi sắp hạ bút viết đây. Tôi không chờ đợi cũng như không yêu cầu ai tin cả, mà có mất trí nhớ mới đi chờ đợi như thế. Vì chính bản thân những cảm quan của tôi cũng không thừa nhận nó là có thật. Vâng, tôi không điên và rất chắc chắn là tôi không mơ. Nhưng ngày mai tôi chết và hôm nay hẳn tôi phải trút đi gánh nặng trong tâm hồn tôi. Mục đích gần nhất của tôi là trình bày với mọi người những sự kiện trong gia đình một cách đầy đủ gọn gàng mà không bình luận gì cả do hậu quả của nó những sự kiện này đã làm tôi hoảng sợ đã dày vào tôi đã hủy hoại tôi nhưng tôi không có ý định trình bày quá tỉ mỉ đối với tôi nó cũng không có ý gì khác hơn là cảm giác rùng rợn nhưng đối với số đông thì họ thấy ít sợ hơn là thấy kỳ quặc sau này có thể có vài nhà trí thức nào đó sẽ làm cho những điều huyền ảo của tôi chỉ là chuyện bình thường sẽ có một số trí tuệ nào đó bình tĩnh hơn, logic hơn và khó bị kích động hơn đầu óc của tôi sẽ nhìn thấy rõ. Trong những trường hợp tôi đã hết sức kinh ngạc để kể lại rất tỉ mỉ. Không có gì khác hơn là một chuỗi đã rất thông thường và rất tự nhiên của nhân và quả. Từ thổ nhỏ, tôi đã được chú ý vì tính tình dễ bảo và lòng nhân đạo. Tính tình hiền diệu của tôi trở thành một trò cười của bạn bè tôi đặc biệt rất thích loài vật và được cha mẹ nuông chiều cho chơi với rất nhiều loài vật tôi đã mất rất nhiều thì giờ với bọn này và không làm gì cho tôi sung sướng hơn bằng được cho chúng ăn được vuốt ve chúng tính nết riêng biệt này cứ phát triển dần theo đà lớn lên của tôi và khi tôi đã trưởng thành thì nó trở thành một trong những nguồn vui chính của cuộc đời với kẻ đã dành nhiều tình thương cho một con chó khôn ngoan trung thành thì tôi cũng không cần phải tốn công lý giải về tính chất và mức độ tình cảm đã dành cho nó trong tinh thần vị tha và tình thương đầy tinh thần hy sinh của con vật có một cái gì đó đi thẳng vào lòng nó và thường tạo ra cơ hội để chứng minh tình bạn thấp kém và lòng trung thành rất mong manh của con người tôi lấy vợ rất sớm và rất sung sướng thấy tính tình của vợ tôi không khác gì tôi là bao nhiêu nhận thấy tôi thiên vị đối với mấy loại thú trong nhà Cô ta không bao giờ lỡ dịp để tìm cho tôi những con vật dễ thương nhất. Chúng tôi có chim, có cá vàng, có một con chó rất xinh, có thỏ, có một con khỉ và một con mèo. Con mèo này là một con vật rất to và đẹp, đen tuyền và khôn đến mức độ đáng kinh ngạc. Nói về trí thông minh của nó, vợ tôi thực lòng không hề bị chút nào nhiễm phải ốc mê tín vẫn thường nhắc đến một quan niệm cũ trong dân gian cho rằng tất cả bọn mèo đen đều là phù thủy trá hình. Cô ta không hề coi đó là chuyện nghiêm túc, nhưng tôi ghi lại tất cả. Không vì lẽ khác hơn là những điều cho đến nay xảy ra, đáng cho tôi phải nhớ. Moon, tên con mèo, là con vật tôi quý nhất, là người bạn của tôi. Chỉ có tôi cho nó ăn, và trong nhà tôi đi đâu là nó theo tới đó. Tới nỗi tôi phải rất khó khăn mới ngăn được nó không theo tôi ra ngoài đường tình bạn của chúng tôi kéo dài theo kiểu đó trong nhiều năm trong thời gian này tính khí và thái độ của tôi do rượu chè quá độ đã suy sụp về cơ bản càng ngày càng xấu đi càng ngày tôi càng trở nên cáu kỉnh bực bội và không nghĩ đến tình cảm của người khác tôi đã ăn nói thô lỗ với vợ dần dần đến mức dùng vũ lực với cô ấy mấy con vật của tôi tất nhiên đã cảm thấy sự thay đổi của tôi tôi không chỉ bỏ lơ chúng nó mà còn bạc đại chúng nữa. Tuy nhiên, đối với Moon, tôi còn quan tâm đến nó, còn kiềm chế được, không bạc đãi nó. Trong khi đó thì tôi không do dự gì mà bạc đãi những con thỏ, con khỉ, hoặc ngay cả đến con chó thương yêu. Nhưng lý do chỉ vì chúng cứ lẫn quẩn trên đường đi của tôi mà thôi. Căn bệnh của tôi cứ thế tăng lên. Một thứ bệnh như bệnh nát rượu, rồi cuối cùng đến cả Moon, lúc này đã bắt đầu già và do đó đã có phần cáu kỉnh Cả muôn nữa cũng đã bắt đầu chịu đựng sự thay đổi tính khí của tôi Một buổi tối từ quán nhậu nhẹt quen thuộc ngoài phố về Say bí tỉ Tôi cho rằng con mèo cố ý tránh mặt tôi Tôi nắm lấy nó Trong khi hoảng hốt Sợ tôi đánh nó Nó đã cắn vào tay tôi Gây nên một vết thương nhẹ Trong phút chốc tôi tức điên lên như bị quỷ ám Tôi không còn biết tôi là ai nữa hồn tôi lúc này bỗng chốc bay ra khỏi xác một cơn điên loạn độc ác làm rung tất cả các thớ thịt của tôi tôi rút trong túi áo ra một con dao khép lưỡi dao ra tôi nắm chặt lấy cổ con vật tôi thư thái khoét một trong hai mắt của nó thật tôi xấu hổ đến run lên khi viết lại cái hành động tàn ác khủng khiếp này sáng hôm sau khi bình tĩnh lại đã ngủ được đầy đủ một đêm trị lạc tôi cảm thấy nửa như ghê tởm nửa như hối hận về tội ác mà tôi đã gây ra nhưng đó chỉ là một thứ tình cảm mơ hồ yếu ớt còn tâm hồn tôi vẫn hoàn toàn yên ổn không hề bị chạm tới tôi lại la vào nhậu nhẹt và dìm sâu vào trong rượu tất cả mọi ký ức về hành động của tôi dần tan biến trong thời gian đó con mèo dần hồi phục hóc con mắt bị mất trong bề ngoài thật dễ sợ nhưng nó không còn phải chịu đựng bất cứ một nỗi đau đớn nào nữa nó lại đi loanh quanh trong nhà như cũ nhưng như ta có thể thấy được nó rất khiếp sợ khi thấy tôi đến gần trong lòng tôi hãy còn lại chút tình cảm cũ và ban đầu tôi thấy tội nghiệp cho cái phần rõ rệt là không có gì đáng yêu của một sinh vật đã có lần tôi từng thương yêu đến thế nhưng tình cảm này chẳng mấy chốc đã nhường chỗ cho sự phẫn nộ và tinh thần ngoan cố trong cái xấu đã đến với tôi như một sự suy sụp cuối cùng và dứt khoát. Và chính những cảm giác hỗn độn đó đã khiến tôi, đã thúc đẩy tôi phải tiếp tục và cuối cùng phải làm nốt việc gây thương tích cho con vật ngây thơ, vô tội. Một buổi sáng, tôi thản nhiên đưa một cái thòng lọng vào cổ nó, rồi treo lên cành cây. Treo nó lên mà mắt tôi ướt đẫm nước mắt mà lòng xót xa ân hận vô cùng treo nó bởi vì tôi biết nó thương tôi và bởi vì tôi cảm thấy nó không làm gì cho tôi phải tức giận cả treo nó bởi vì tôi biết làm thế là tôi đang phạm một tội ác một tội ác nghiêm trọng đến nỗi nguy hại đến linh hồn bất diệt của tôi nếu có thể có chuyện đó và đưa nó ở xa tầm ơn đức vô biên của đức chúa đại nhân đại trí nhưng cũng đáng sợ vô cùng trong cái đêm của cái ngày xảy ra những hành động tàn khốc đó, tiếng kêu cháy nhà làm tôi giật mình thức dậy. Cái màn trên giường tôi bốc cháy toàn bộ. Toàn bộ ngôi nhà đã bị bắt lửa. Vợ tôi, người ăn kẻ ở trong nhà và cả bản thân tôi nữa đã rất khó khăn mới thoát ra khỏi đám cháy. Tất cả đều bị thiêu hủy hoàn toàn. Toàn bộ của cải tôi đã cháy rụi cả và tôi cảm thấy cùng đường, tuyệt vọng tôi không còn đủ sức để suy nghĩ tìm kiếm mối liên quan giữa nguyên nhân và kết quả giữa tai họa và hành động tàn ác nhưng tôi phân tích kỹ cả một dây chuyền sự việc và cố cho không bỏ sót một khâu nào cả qua ngày hôm sau đám cháy tôi đến xem tại hiện trường các bức tường trừ một bức đều sụp đổ hết bức tường này là cũng một gian phòng không dày lắm đứng vào giữa khoảng giữa ngôi nhà và là chỗ dựa sát vào đầu giường của tôi vôi vữa ở đây đã có sức chống lửa rất lớn một sự kiện tôi cho là do bức tường mới xây mà có một đám đông dày đặc tập hợp gần kính bức tường rất chăm chú và tỉ mỉ những tiếng lạ thật kỳ thực và nhiều tiếng khác tương tự như vậy đã kích thích tính tò mò của tôi tôi lại gần và nhìn thấy như chạm nổi trên nền trắng bộ mặt một con mèo rất lớn nét in lên rõ và chính xác lạ lùng có cả sợi dây thừng quấn quanh cổ con vật nữa tôi bắt đầu hoang mang và bắt đầu ân hận mặc dầu tôi sẵn sàng dựa vào những lý lẽ của tôi nếu không phải cả với lương tri của tôi nữa bởi sự việc kỳ quặc mà tôi vừa mới kể lại rất tỉ mỉ nó đã để lại một ấn tượng rất sâu trong óc tưởng tượng của tôi hằng mấy tháng trời tôi không sao thoát ra một cảm giác trở lại trong tâm trí nó nửa như hối hận nhưng không phải thế Tôi thương tiếc con vật đã mất và cố tình tìm chung quanh trong những quán rượu xấu xa nhất mà tôi thường lui tới để kiếm một con vật nào đại loại như thế hoặc bề ngoài giống như thế để thay vào chỗ của nó. Một đêm, tôi đang ngồi trong một quán rượu lụp sụp, tồi tệ, đang ngẩn người ra thì bỗng dưng tôi chú ý đến một vật gì đen đen nằm trên nắp những thùng rượu. Tôi nhìn kỹ lại mấy cái nắp thùng trong vài phút và điều làm tôi ngạc nhiên là sao tôi lại không nhận ra ngay cái vật trên nắp thùng này tôi bước lại gần và lấy tay sờ vào xem đó là một con mèo đen to bằng con muôn và giống hệt nó nhưng con mèo này có một chòm lông trắng khá rộng mặc dầu không rõ rệt lắm phủ kín một vùng gần chỗ ngực nó khi tôi đụng tay vào nó lập tức đứng dậy gào to lên cọ mình vào tay tôi và có vẻ sung sướng thấy tôi chú ý đến đây đúng là con vật mà tôi đang tìm tôi liền xin ông chủ nhà cho tôi mua lại nhưng ông ta không nói gì đến nó không biết tí gì về nó và trước đây cũng chưa bao giờ nhìn thấy nó xuất hiện tôi tiếp tục vuốt ve và khi tôi chuẩn bị ra về thì con vật tỏ ý muốn đi theo tôi tôi cho nó theo và trên đường thi thoảng tôi cúi xuống vuốt ve nó khi tôi về đến nhà nó lập tức làm quen được ngay và lập tức trở thành người bạn thân thiết của vợ tôi. Về phần tôi, chẳng mấy chốc tôi cảm thấy khó chịu đối với nó. Điều đó rõ ràng là trái ngược với điều tôi đã dự tính. Những... Nhưng tôi không rõ thế nào và tại sao lại như vậy. Vẻ yêu mến, thích thú của nó đối với tôi càng làm cho tôi thêm ghê tởm và chán ghét nó. Rồi dần dần, những cảm giác chán ghét ghê tởm này cứ tăng lên mãi thành một thứ cảm giác căm thù dữ dội tôi tránh con vật một cảm giác xấu hổ nào đó và khi nhớ lại hành động tàn ác của tôi trước đây tôi tránh không đụng tới cơ thể của nó hàng mấy tuần liền tôi không đánh đập gì nó hoặc dùng một thứ bạo lực nào với nó cả nhưng dần 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 rất chậm tôi đã nhìn nó như một con vật rất kinh tởm và âm thầm lẩn tránh không nhìn bộ mặt xấu xa của nó như là lẫn tránh một dịch bệnh. Cái cộng thêm vào lòng căm thù của tôi đối với con vật chắc là sự phát hiện ra. Một buổi sáng sau khi đem nó về nhà, rằng nó giống hệt con muôn, mắt nó cũng bị khoét mất đi một bên. Tuy nhiên, trường hợp này lại làm cho vợ tôi thân với nó hơn. Như tôi đã nói, cô ta vốn sẵn đã có một tình nhân đạo này đến cao độ cũng như trước đây có lần nó đã là một đặc tính của tôi và đã là nguồn gốc của nhiều trong những thú vui giản dị nhất và trong sáng nhất của tôi trước khi tôi biến mình trở nên thành một con người như thế này tuy vậy dù bị tôi căm thù con mèo cứ như càng thêm thiên vị đối với tôi hơn nó cứ bám sát theo chân tôi đến mức khó có thể làm cho người đọc tin được bất cứ khi nào tôi ngồi thì nó nằm tròn dưới ghế hoặc nhảy lên đầu gối. Dụi mình vào, nếu tôi đứng lên, định đi thì nó sẽ chui vào giữa hai chân tôi và làm tôi xiết ngã hoặc dùng móng nhọn và cào dài vào quần áo tôi và cứ như thế trèo lên ngực. Và những lúc đó, mặc dầu tôi rất muốn cho nó một cú trí tử, tôi đã tự kiềm chế được. Một phần vì nhớ tới tội ác của tôi trước kia, nhưng phần chính xác, xin cho tôi thú thật ngay bây giờ là vì khóa khiếp sợ con vật vợ tôi đã hơn một lần nhắc tới tôi chú ý tính chất của chùm lông trắng và đó là chỗ khác nhau duy nhất giữa con vật lạ lùng này và con vật mà tôi đã giết cái bếp trắng này lúc đầu tôi không nhận ra được nhưng về sau dần dần nó cứ rõ dần ra và bây giờ nó là biểu hiện của một vật chỉ nói đến tên thôi tôi cũng đã rùng mình rồi và trên hết đối với nó là tôi lẫn tránh tôi khiếp sợ tôi muốn xua đuổi cái con quỷ dữ đó tôi dám nói như vậy giờ đây nó cái chùm lông trắng đó là hình ảnh của một vật xấu xí ghê tởm của một vật khủng khiếp của cái giá treo cổ một công cụ chết người rất là dễ sợ của tội ác của sự rùng mình của sầu não và của chết chóc dưới sức ép của những sự dằn vặt của hối hận của những mâu thuẫn trong lòng cái phần thiện quá yếu ớt còn lại trong tôi đã sụp đổ những ý nghĩ tội lỗi trở nên những ý nghĩ duy nhất gần gũi và thân thiết với tôi những ý nghĩ đen tối nhất và tội lỗi nhất tình trạng sầu não trong tính khí quen thuộc của tôi đã tăng lên khiến tôi căm thù mọi vật căm thù cả loài người nữa trong khi tôi mù quáng buông thả mình vào cơn giận dữ dữ dội đột ngột bùng ra thường xuyên không điều khiển nổi thì bà vợ nhẫn nhục của tôi là người thường xuyên và kiên trì chịu đựng hơn cả. Một hôm, cô ta đi theo tôi vì một vài việc nhà. Chúng tôi đi vào trong hầm rượu của ngôi nhà cổ mà cảnh nghèo túng đã buộc chúng tôi phải ở. Con mèo theo tôi xuống bậc cầu thang và làm tôi suýt nửa nhào đầu xuống. Tôi giận như muốn điên lên. Tôi xách cái rượu lên và trong cơn giận dữ, tôi đã quên mất nỗi sợ hãi ngây thơ đã từng giữ tay tôi lại cho đến lúc này. Tôi bổ một nhát chí tử xuống người con vật Nhưng bà vợ tôi đã kịp chặn tay tôi lại Tôi lúc này càng giận hơn nữa vì sự can thiệp này Và như một người bị quỷ ám Không còn biết gì nữa Tôi giật lấy chiếc rìu ra khỏi bàn tay cô ta Và bổ luôn một nhát vào sọ cô vợ mình Cô ta ngã xuống chết ngay tại chỗ Không một tiếng rên la Hành động giết người bẩn thiểu này làm xong tôi quyết định là phải lo ngay việc cất giữ cái tử thi tôi biết là không thể chuyển tử thi ra khỏi nhà dù ngày hay đêm cũng vậy mà có thể tránh được con mắt của hàng xóm nhiều phương án đã đến trong đầu tôi có lúc tôi nghĩ đến việc chặt tử thi ra làm nhiều mảnh rồi thiêu hủy luôn lúc khác tôi lại tính đào một cái huyệt dưới nền hầm rượu và chôn vào đó lại cũng tính đến chuyện vứt xuống giếng ở ngoài sân hoặc xếp vào một trong cái thùng, làm như là hàng hóa. Xếp đặt bình thường rồi thuê người đem ra khỏi nhà. Cuối cùng, tôi quyết định nghĩ ra một kế mà tôi cho là hay hơn cả. Tôi quyết định xây một bức tường chặn nó lại trong nhà hầm, như những tu sĩ thời Trung Cổ từng trắng nạn nhân của họ. Để, để thực hiện cho ý đồ này, hầm rượu cần được sửa chữa tốt hơn. Những bức tường hầm trước đây được xây dựng rất sơ sài, và phần vôi vữa mới trát gần đây không được tốt lắm và quan trọng đồ ẩm trong không khí làm cho không cứng lại được hơn nữa ở một trong mấy bức tường có một chỗ lồi ra có lẽ do một ống khói giả hay chỗ nhà hầm tôi tin chắc rằng tôi có thể lấy gạch ở chỗ này ra nhét thi hài vào đó rồi xây tường lại hoàn toàn như cũ và như thế thì không ai tìm ra được vật cất giấu trong đó được cả Bước tiếp theo của tôi là đi tìm con vật đã gây ra cho tôi bao nhiêu chuyện khốn khổ này. Bởi cuối cùng, tôi đã quyết định là phải giết chết nó. Giá tìm gặp nó vào lúc này, thì chắc chắn rằng số phận của nó đã rõ, không còn phải nghi ngờ gì nữa. Nhưng hình như con vật tinh ranh này đã hoảng hốt khi nhìn thấy hành động dữ tợn trong cơn giận dữ của tôi lần trước. Nên nó đã tìm đường tránh không trường mặt ra trong lúc tôi đang lên cơn giận dữ không thể nào mô tả hoặc tưởng tượng được cảm giác sung sướng, nhẹ nhõm sâu sắc nhất ở trong lòng ngược tôi khi thấy vắng mặt con vật đáng ghét này. Suốt cả ngày đêm, nó cũng không xuất hiện. Và như thế, từ khi con vật vào trong nhà này, ít ra là được một lần, một đêm, một ngày, tôi có thể ngủ yên. Vâng, ngủ yên, mặc dầu tội ác giết người vẫn đè nặng lên trong tâm hồn của tôi. Ngày thứ hai, rồi ngày thứ ba trôi qua, con vật quấy rối tôi vẫn không đến Lại một lần nữa Tôi thở phào như một kẻ tự do Con quái vật đó Trong cơn sợ hãi Chắc nó đã bỏ đi luôn rồi Tôi sẽ không còn nhìn thấy nó nữa Hạnh phúc của tôi thật là tuyệt vời Tội lỗi về hành động đen tối kia Cũng dằn vặt tôi chút ít Một số ít câu hỏi được đặt ra Nhưng tôi đều sẵn sàng trả lời được cả Có cả một cuộc thẩm tra Khám xét nữa Nhưng tất nhiên là không tìm ra được gì cả. Tôi cho rằng sắp tới đây hạnh phúc của tôi đã được đảm bảo chắc chắn rồi. Đến ngày thứ tư của vụ giết người, đội cảnh sát bất ngờ kéo đến, vào trong nhà lùng sụp, kiếm một lần nữa rất kỹ. Tuy nhiên, tôi tin chắc rằng vào chỗ giấu của mình, không thể nào bị lộ ra được. Tôi không cảm thấy bối rối một chút nào cả. Không một xó nào hay một góc nào họ không tìm đến cuối cùng đến lần thứ ba hay lần thứ tư họ xuống hầm rượu các thớ thịt của tôi vẫn bình thường không rung động tim tôi vẫn đập bình tĩnh như tim của một người vô tội tôi đi đi lại lại trong căn hầm rượu từ đầu này đến đầu kia tôi khoanh tay lên ngực đi qua lại thoải mái nhẹ nhàng cảnh sát xem trường đã thỏa mãn và sắp sửa ra về niềm vui dậy lên trong tim tôi mạnh đến nỗi tôi không cầm được. Tôi nóng lòng muốn nói lên, dù chỉ một lần thôi. Nhưng dịp đắc thắng này, để làm cho họ tin thêm gấp đôi rằng tôi vô tội. Cuối cùng, khi đội cảnh sát bước lên cầu thang, tôi nói. Thưa quý ông, tôi rất sung sướng làm bớt đi sự nghi ngờ của các ông. Tôi rất mong các ông và tất cả mọi người đều khỏe mạnh và lịch sự hơn một chút. Thôi xin chào các ông và xin nói đây đây là một ngôi nhà hết sức kiên cố tôi có thể nói ngôi nhà này đã được xây dựng hết sức kiên cố đến mức tuyệt vời những bức tường này các ngài còn nhìn thấy không những bức tường này đã được kết lại với nhau rất chắc chắn và nói đến đây muốn tỏ ra dũng cảm tôi lấy một cây gậy gõ mạnh lên đúng vào chỗ bức tường gạch sau đó tôi đã đựng sát của người vợ yêu quý của tôi nhưng mong chúa che chở và cứu thoát tôi khỏi nanh vuốt của ác quỷ dư vang tiếng gõ của tôi chưa kịp chấm dứt tôi đã nghe thấy có tiếng đáp lại từ trong mộ vang lên một tiếng kêu ban đầu như nghẹn ngào rời rạc như tiếng khóc sụt sùi của trẻ con nhưng rất nhanh chóng chuyển thành tiếng kêu dài to lên và liên tục một tiếng kêu rất lạ không phải là tiếng người một tiếng gào một tiếng gào nửa như hoảng hốt, nửa như đắc thắng, nghe như đâu từ địa ngục vang lên. Đồng thời, từ cổ họng của những linh hồn bị trừng phạt trong cơn sầu não, đau thương và của những con quỷ cảm thấy hào hứng trong sự trừng phạt đó. Thật, tôi không biết nói thế nào đây về tình trạng tương tự của bản thân tôi. Tôi như bị mất trí, loạn choạng về phía bức tường đối diện. Đội cảnh sát đang ở trên cầu thang bỗng đứng sững bất động trong một chốc. Phần vì quá khiếp sợ. Phần vì quá kinh ngạc. Sau đó có 12 cánh tay khó nhọc lây hoay chỗ bức tường. Cả bức tường đổ xuống ngay trước mặt. Cái thi hài đã thối rửa hết. Đang đứng sừng sững trước mặt mọi người. Trên đầu xác chết. Con vật ghê tởm đang ngồi đó. Với cái mờ mở rộng, đỏ ngầu và đôi mắt cô độc như ngọn lửa Con vật mà thối tinh ranh của nó Đã xúi tôi đi vào tội giết người Và tiếng gọi báo tin của nó Đã khép tôi thành người bị treo cổ Tôi đã xây tường lấp kính con quỷ đó Vào trong phần mộ của mình Vào trong phần mộ của vợ mình Mà không hề hay biết Thì vừa rồi Nguyễn Nguyễn vừa mới đọc cho các bạn Xong một cái câu chuyện Một cái đoạn chuyện ngắn Về cái con mèo quỷ một con mèo rất là quỷ quyệt nó đã ám cái người đàn ông này từ một người rất là nhân ái một người rất là hiền hậu trở thành một người kiểu kinh khủng như vậy và thật sự là mình cũng không có quen đọc lắm cho nên là vừa rồi đọc một cái đoạn ngắn như vậy thôi mà đã rất là mệt mình quen cái kiểu kể hơn và quay lại chủ đề của chúng ta ha tại sao con mèo á trong văn hóa phương đông lẫn văn hóa phương tây nó đều mang tới một cái ý nghĩa nó không có may mắn lắm và đặc biệt là con mèo đen thì như trong cái đoạn chuyện nó có nhắc tới á, cái con mèo đen là một cái sự tượng trưng, một cái biểu trưng cho phù thủy. Và ở trong văn hóa của phương Đông, cụ thể là Việt Nam đi ha, thì những con mèo đen thường á là nó sẽ mang đến cái vận xui. Và có rất nhiều câu chuyện về một con mèo đen mà nhảy qua uh, cái 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 quan tài á, thì người chết sẽ lập tức bật sống dậy. Và nhiều những câu chuyện đó lắm, có nhiều người mà nuôi mèo đen để mà luyện bùa và cái hình ảnh con mèo đen á, bên cạnh con bướm nè, con nhài nè, con quạ thì mèo đen cũng là một con vật biểu trưng cho cái chết và của sự trở về của vong hồn thì hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về một cái loại tà thuật có liên quan trực tiếp tới con mèo nó gọi là ngải linh miêu tà thuật quỷ miêu đây là một cái loại bùa ngải cực kỳ đáng sợ từ đông tới tây luôn và theo như tài liệu người ta viết rằng á cho tới bây giờ thế giới tà thuật và bùa phép phương đông vẫn còn là một bí ẩn rất là lớn và có một số loại bùa ngải đã quá quen thuộc với chúng ta như là thiên cá người đã làm rồi nè, cung anh thông thì chuẩn bị làm, búp bê vải là voodoo nè, và một số lại khá mới mẻ như là bùa quỷ miêu. Lý do nó mới mẻ không phải vì nó mới xuất hiện mà là do nó bị thất truyền từ rất là lâu rồi. Cái loại bùa ngải này xuất phát từ văn hóa Trung Quốc của thời phong kiến, có nghĩa là ma mèo. Nó từng được sử dụng khá rộng rãi như một loại bùa ngải cực kỳ nguy hiểm. Và để tạo ra được bùa ngải quỷ miêu á, thì những cái phù thủy và những cái thầy đồng thời xưa sẽ chọn nuôi một con mèo già, chúng sẽ bị giết và được yểm những thứ tà thuật lên người để giúp những linh hồn ác quỷ có thể trú ngụ lên trên cơ thể của con mèo. Từ đó có thể sử dụng những con mèo này như một loại bùa ngải để mà đi hại người. Được biết đây là một loại bùa chú vô cùng đáng sợ. Nếu mà nó được yểm vào người của một người nào đó, thì người ta sẽ trải qua những thứ đáng sợ nhất rồi từ từ héo mòn mà chết. Thứ tà thuật này được sử dụng rộng rãi vào thời đại phong kiến của Trung Quốc đặc biệt là vào thời của nhà Tùy. Theo đó thì là độc cô hoàng hậu đã từng sử dụng qua loài bù ngải này. Và về sau á do có quá nhiều cái vấn đề lớn phát sinh do sử dụng cái thuật quỷ miêu nên là triều đình á nhà Tùy đã ban bố cái lệnh nghiêm cấm sử dụng cái tà thuật gọi là vô nhân tính này. Và những ai còn bàn tán á truyền bá hay sử dụng quỷ miêu nếu bị phát hiện sẽ bị đưa ra lưu đày ở biên cương. Vì vậy mà đến nay còn rất ít người biết đến thứ bù ngải này và người ta nói rằng khi một ai đó bị yểm quỷ miêu thì ban đầu tứ chi sẽ rất là đau nhất rồi từ từ lan tới cơ thể và cuối cùng trái tim của họ sẽ quằn quại như đang bị ngàn kim châm chích vào và nếu gặp phải triệu chứng này thì miêu quỷ đang nuốt chửng các cơ quan nội tạng của họ người đó sẽ nôn ra máu và nhanh chóng chết sớm ngoài ra bên cạnh cái nỗi đau về thể xác á, thì người bị yểm cũng phải chịu đựng những đả kích về tinh thần vô cùng lớn họ luôn sống trong một nỗi sợ vô hình ăn không ngon ngủ không yên hay người ta gọi là sống mà không bằng chết miêu quỷ không chỉ để dùng để trả thù nguyền rủa đối thủ cho đến chết mà nó còn có khả năng cầu tiền tài danh vọng và phú quý cho những người yểm cái thứ bùa này nhưng mà dĩ nhiên thì giống như mọi loại ngải thì nó đều có những cái sự đánh đổi rất là tương xứng nếu mà người sử dụng của nó không đáp ứng đủ cái điều kiện đánh đổi thì nó cũng sẽ vật ngược lại người chủ và hậu quả thì vô cùng khó lường và kinh khủng. Cái này nó giống như câu chuyện của cô Ba Trà sử dụng cái bùa yêu mà trong video trước mình đã kể đó. Nhưng mà nếu mà phát hiện sớm á, thì vẫn có thể ngăn được bùa miêu quỷ. Và để giải thứ bùa này thì theo những cái tài liệu người ta truyền lại á, là cần có một người có pháp thuật cao cường. Cái này tất nhiên rồi. Dùng hỗn hợp của cam thảo, cây thầu dầu, một quả bả đậu và một ít chu sa cùng kết hợp với một số những cái thuật pháp những cái câu thần chú để mà giải lên trên người bị yểm và cái bùa phép này nè nó không những là phổ biến ở trung quốc mà nó còn phổ biến ở những nước phương tây tại vì ở phương tây như nguyễn nguyễn vừa nói lúc đầu á, là nó cũng coi mèo đen là một con vật rất là nguy hiểm trong các tài liệu thời trung cổ của phù thủy thì người ta cho rằng nếu giết mèo đen lấy tim nó chôn cùng tổ yến và nấu lên sẽ tạo thành một hỗn hợp ma thuật cực kỳ mạnh mẽ một cách khác là trước khi chôn con mèo, hãy nhét vào một hạt đậu vào tim của nó. Như vậy, khi cây đậu nảy mầm sẽ mang sức mạnh của tà thuật rất là lớn. Chính vì những cái yếu tố này mà ở phương Tây hay là phương Đông gì thì mèo luôn được coi là một sinh vật đứng giữa hai cái thế giới vừa cõi âm và cõi dương. Những phù thủy nổi tiếng đều sử dụng mèo để mà làm linh thú. Cũng vì cái lý do này mà công giáo cho rằng mèo là một loài động vật của quỷ dữ. Và ở châu Âu á, từng có nạn thảm sát mèo hàng loạt về những niềm tin về cái ma thuật này. Có quan niệm cho rằng á, bùa Linh Miêu sẽ mang lại nhiều may mắn cho ai sở hữu nó trong tay. Loại bùa này được làm từ bột nhau thay mèo nguyên chất trộn với đất ở bảy nghĩa trang, bột cho cốt từ người chết, bột của chính loại gỗ, bột ngải và thảo dược và cuối cùng là bỏ vào trong đó một cái túi tài lộc. Cộng thêm vô số những cái đồ yểm cực mạnh đi kèm. Cái bùa Linh Miêu này hay còn được gọi á, là bùa mèo chiêu tài lộc Quan điểm khác cho rằng trong phong thủy, mèo là linh thú cát tường, có thể hóa giải sát khí nhờ linh lực của nguyên liệu bí truyền được làm ra từ các thầy làm phép hàng đầu ở Thái Lan. Cung cấp bữa ăn đơn giản kèm theo nhan hương, thì cái con mèo này sẽ giúp đỡ bạn rất nhiều trong cái chuyện mà chiêu tài lộc, sự nghiệp và công việc làm ăn. Vẫn may nữa. Và ngoài ra, sức mạnh của con mèo nó còn mang lại nè, là giúp quyến rũ rất là nhanh, độ trợ mạnh trong cái chuyện tình yêu. Thu hút cảm giác tốt của mọi người, Ví dụ như là từ kẻ thù trở thành bạn nè, người chưa có tình cảm bỗng nhiên có cảm tình và người đã yêu thì càng yêu hơn. Thứ ba là nó còn tăng cái sự thu hút về tình dục và tạo cái sự lôi cuốn và say mê. Thứ tư là bán hàng tốt, thuyết phục người khác dễ dàng, đàm phán chiếm ưu thế thuận lợi. Và thứ năm là hoàn thành mong muốn của chủ sở hữu ở nhiều mong muốn, bao gồm chiến thắng cờ bạc, sổ số, thăng tiến trong chức vụ, đổ đạt thi cử, trúng thưởng các giải thưởng. Nhưng mà cái tạo thuộc này cái những cái phép thuộc này bao giờ nó cũng sẽ phải có một cái sự đánh đổi nó rất là 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 nó gọi là tương xứng với những cái thứ mà mình sẽ có được nhờ bù ngải tại vì các bạn biết rồi tại vì thông thường á, là mọi người sinh ra đều có số và nếu muốn số của mình thay đổi á, thì người ta có một câu là đức năng thắng số nhưng ở đây bạn không dùng những cái gọi là ví dụ bạn không hành thiện tích đức nè, bạn không làm những cái điều thiện nè và bạn không kiểu cố gắng hoàn thiện bản thân mình từ ngày mà lại trông chờ vào một cái loại bùa ngải giúp mình đạt được nó một cách nhanh chóng thì tất nhiên bạn sẽ phải đánh giá bằng những cái thứ hiện tại bạn đang có hoặc là tương lai bạn sẽ có và có thể là bạn sẽ bị mất hơn rất nhiều những thứ mà bạn có nhanh và nếu những ai có ý định sử dụng bùa ngải vào cái việc không mấy tốt đẹp thì không phải là riêng cái bùa quỷ miêu này đâu nha mà còn những cái loại bùa ngải khác nữa thì tốt nhất là nên suy nghĩ lại như Nguyễn Nguyễn đã nói, nó không chỉ ảnh hưởng tới người bị yểm mà nó còn chiều ảnh hưởng đến cái người sử dụng nó nữa. Và đến đây cũng là kết thúc video ngày hôm nay của chúng ta rồi và Nguyễn Nguyễn cảm ơn tất cả mọi người đã cùng lắng nghe um, cái câu chuyện và hôm nay chúng ta đã tìm hiểu thêm được một cái loại bùa ngải khác bên cạnh thi linh cái nè, bên cạnh là voodoo nè thì bây giờ là bùa quỷ miêu. Và sắp tới thì Nguyễn Nguyễn sẽ làm một cái video như là Nguyễn Nguyễn vừa nói đó là ba cái video tới là video tiếp theo nó sẽ làm hoa bỉ ngạn truyền thuyết về hoa biển ngạn. Thứ hai nữa là An Nam tứ đại thần khí và cuối cùng là Thăng Long tứ trấn. Thì mọi người hãy like share và quan trọng nhất là subscribe nhấn vào cái chuông kế bên cạnh nút đăng ký để mà nhận được những thông báo mới mỗi khi mà uh, ekip nhà sớm lên video nha. Xin cảm ơn mọi người rất là nhiều và và xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn trong video sau. Cảm ơn.